Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả những tình huống và những bàn thắng đẹp ngây ngất đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao trên sân cỏ. Và các bạn cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Live Fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Khi Barca bất ngờ thông báo không thể ký hợp đồng mới với Messi hôm 5 tháng 8 và chỉ mất 5 ngày tới tối ngày 10 tháng 8 theo giờ Paris, điều ước bao năm của câu lạc bộ Pháp và chủ sở hữu Qatar đã thành hiện thực khi Paris Saint-Germain công bố Messi là cầu thủ của họ tại sân công viên các hoàng tử. Paris Saint-Germain luôn khao khát sở hữu Messi, ngôi sao Argentina là giấc mơ dài ấp ủ bao năm của các ông chủ người Qatar từ khi họ mua 70% cổ phần của câu lạc bộ Pháp năm 2011. Và sau khi Qatar Sport Investment thâu tóm hoàn toàn Paris Saint-Germain một năm sau đó, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã nhiều lần liên lạc với George Messi, cha và đồng thời là người đại diện của chủ nhân 6 quả bóng vàng. Al-Khelaifi trên thực tế cũng đã nỗ lực để chiêu mộ Messi hè năm ngoái khi anh tìm đường rời Camp Nou. Một năm trôi qua, cơ hội sở hữu Messi bất ngờ mở ra với PSG và giờ đây họ đã có Leo trong đội hình. Một điều không thể phủ nhận là Messi với đôi chân thiên tài chắc chắn là cầu thủ mà bất cứ câu lạc bộ nào cũng muốn sở hữu và PSG cũng không ngoại lệ. Một trong những trận đấu mà đội chủ sân công viên các hoàng tử có dịp được chiêm ngưỡng tài năng của Leo đó là trận lượt về vòng 1/8 cúp C1 mùa vừa rồi. Dù ở trận đó, Messi và đội bóng của anh không đạt được kết quả tốt nhất, nhưng những gì bò chát nguyên tử thể hiện cũng đủ chứng minh tài nghệ của mình ngay trên sân khách. Cùng xem lại trận đấu ấy nhé! Barca bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League với quyết tâm rất lớn nhằm thực hiện cuộc lội ngược dòng không tưởng sau khi đã nhận thất bại 1-4 ở trận lượt đi ngay trên sân nhà. Quyết tâm này được đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc khi họ nắm giữ hoàn toàn thế trận trên sân. Dembele thoát xuống bên cánh trái trước khi đẩy bóng ra cho Messi. M10 thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái nhưng bị hậu vệ PSG chặn đứng. Phút thứ 9, Dembele bị phạm lỗi gần vòng cấm PSG. Barca được hưởng quả đá phạt ở góc sút sở trường của Messi. Cú sút đưa bóng vượt qua hàng rào nhưng vọt xà ngang khung thành của Navas. Sau pha băng vào dứt điểm hụt bóng, Messi tung cú volley trong thế quay lưng về khung thành Navas nhưng không tạo ra độ khó đối với khung thành của chủ nhà. Trong 25 phút đầu, Barca cầm bóng tới 68% và có ít nhất 5 cơ hội. Nhưng do nôn nóng, Lionel Messi và các đồng đội đều không thể đưa bóng vào lưới thủ môn Keylor Navas. Tuy nhiên trong bóng đá, chơi ép sân và tấn công nhiều không có nghĩa chắc chắn sẽ ghi được bàn thắng. Chưa kể thỉnh thoảng lại còn xuất hiện các tình huống trời ơi đất hỡi làm xoay chuyển cục diện. Cụ thể, đang chơi tốt, Barca bất ngờ phải vào lưới nhặt bóng sau một sai lầm của hàng phòng ngự. Phạm lỗi với cầu thủ đội bạn trong vòng cấm địa, trên chấm phạt đền, Kylian Mbappe đã dễ dàng đánh bại thủ thành Ter Stegen mở tỷ số cho PSG ở phút 30. Bị thủng lưới, Barca gia tăng sức ép và Lionel Messi đã lên tiếng để sốc lại tinh thần cho các đồng đội. Và rốt cuộc, Barca cũng đã cụ thể hóa ưu thế từ đầu trận thành bàn thắng và người lập công không thể là ai khác ngoài Lionel Messi thiên tài. Made a lot of money from my palms.
Phút 37, có bóng ở cự ly gần 30m, nhưng thời gian và không gian thì thừa thãi. Emunga đã thực hiện cú sút cực kỳ đẳng cấp, vừa căng vừa hiểm. Navas tất nhiên đành bất lực, bởi đơn giản đó là tình huống không thể cản phá. Cũng phải nhờ tới một cú sút xa tuyệt phẩm, Messi mới có thể đánh bại được Navas trong một ngày quá xuất sắc của thủ môn PSG. Trước khi hiệp 1 khép lại, Barca lẽ ra đã phải vươn lên dẫn bàn để có cơ sở khoa học nghĩ đến màn ngược dòng kỳ vĩ bậc nhất trong lịch sử Champions League. Chẳng là trọng tài người Anh Anthony Taylor lần thứ hai trong trận đấu thổi phạt đền, nhưng lần này dành cho Barca sau khi Kurzawa đã bay người Griezmann. Tất nhiên Messi là người sút penalty, và sau khi M10 lập siêu phẩm, chẳng mấy Cules nghĩ rằng thần tượng của mình sẽ thất bại ở một pha bóng đơn giản hơn. Song kịch bản đó đã xảy ra, Leo đá về giữa khung thành, Navas đổ về bên trái và dùng chân cản bóng. Trước khi bật ra ngoài, trái bóng còn dội vào sàn ngang, khiến cho sự nuối tiếc tăng lên vài phần. Mặc dù vậy, trên mạng xã hội Twitter, nhiều người dùng xem lại tình huống và nhận thấy trước khi Messi thực hiện cú sút, thì cầu thủ Marco Verratti của PSG đã xâm nhập vòng cấm trái phép. Từ đó cho rằng cầu thủ Paris Saint-Germain đã phạm luật, nên dù Messi sút hỏng quả phạt đền thì đáng lẽ phải được sút lại nếu trọng tài Anthony Taylor xem lại tình huống này từ sự tư vấn của tổ trọng tài VAR. Mặc dù vậy, ở tình huống tranh cãi này, VAR không xem xét việc Marco Verratti đã xâm nhập vòng cấm trước, nên trọng tài Anthony Taylor cũng bỏ qua, khiến Messi mất đi cơ hội sút lại và cũng mất luôn bàn thắng nâng tỷ số cho Barcelona. Việc không thể bước vào hiệp 2 với lợi thế dẫn bàn ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của Messi và các cầu thủ Barca. Barca vẫn là đội chủ động hơn, cầm bóng vượt trội nhưng vấp phải bức tường phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà. Chính điều này khiến các cơ hội nguy hiểm, những cú dứt điểm của đội khách là không nhiều. Phút 61, hậu vệ Jordi Alba chọc khe cho Messi trong vòng cấm. Ngôi sao người Argentina dứt điểm cận thành, nhưng Marquinhos đã kịp thời cản phá. Bóng lộn xộn, sau đó cả Leo và Griezmann đều nỗ lực thực hiện pha dứt điểm nhưng bất thành. Suốt khoảng thời gian còn lại, dù Empunga đã cố gắng hết sức, nhưng với sự xuất sắc của thủ thành bên phía PSG và trong buổi tối thi đấu vô duyên của các đồng đội, Messi đã không thể cùng Barca tạo ra một màn ngược dòng thần thánh nữa. Thậm chí, anh đã làm tất cả những gì có thể, nhưng không thể giúp Barca có được chiến thắng danh dự. Kết thúc 90 phút, Barca hòa PSG một đều. Hòa trận này, Paris Saint-Germain đã vượt qua Barca với chiến thắng chung cuộc 5-2, lượt đi PSG thắng 4-1 và giành vé lọt tiếp vào tứ kết Champions League. Còn Messi và đồng đội đã phải chia tay Champions League. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Messi vẫn được chấm điểm cao nhất của Barcelona. Và trong số tất cả những người có mặt trên sân, anh chỉ kém thủ thành Navas. Run for your life every night, see in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes, all of my arts coming to life. Had to face my fears while I chase my peers, and I found my spot. About time that I found myself, I've been out here walking that walk. Like, first off, you don't run nothing, all talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. Chúng ta vừa xem lại màn trình diễn của Messi trước các cầu thủ PSG, những người mà giờ đây đã trở thành đồng đội của anh. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh và để lại bình luận tương tác với kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.